Và Oren, em với lại thủ lĩnh của mình đã thống nhất được ca khúc dành cho đội của anh Đức chưa? Dạ thì thật ra thì nếu mà nói về sở trường của em, em hết bài rồi. Cho nên giờ em chơi liều thôi. Em sẽ chọn bài Vùng Lá Máy Bay. Lá me bay nhớ kỷ niệm hai chúng mình. Nhìn lá me bay nhớ kỷ niệm hai chúng mình. Ngày đó quen nhau vương chút tình trên tóc mây. Đôi mắt thơ ngây hoa nắng ươm đầy. Đẹp tựa như lá me bay nên tình anh trót. Đón xem đấu trường âm nhạc phát sóng vào lúc 21 giờ tối chủ nhật hàng tuần trên kênh truyền hình Vĩnh Long 1 và phát lại vào lúc 12 giờ trưa hôm sau trên kênh truyền hình Vĩnh Long 2. Quý khán giả có thể xem lại đầy đủ chương trình ngay sau khi phát sóng qua ứng dụng THVLI tại địa chỉ www.thvli.vn hoặc tải ứng dụng THVLI trên các dòng Smart TV LG, Samsung và Sony hay trên Google Play và App Store.